Sáng ngày 20 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng Som ASEAN của Việt Nam trong vai trò nước chủ tịch ASEAN và chủ tịch khuôn khổ hợp tác ASEAN Cộng 3 đã chủ trì hội nghị trực tuyến các quan chức cao cấp ASEAN Cộng 3 với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có các quan chức cao cấp, Thứ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Phó Tổng Thư ký ASEAN. Tại hội nghị, các nước ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN cộng 3 thời gian qua, nhất là trong tăng cường phối hợp kịp thời ứng phó với các thách thức của dịch bệnh COVID-19, thể hiện qua kết quả quan trọng của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN cộng 3 về COVID-19 diễn ra ngày 14 tháng 4 năm 2020. Các nước ASEAN cộng 3 nhất trí tiếp tục đẩy mạnh cam kết và hợp tác thiết thực hiệu quả giữa các nước ASEAN cộng 3 nhằm duy trì đà liên kết kinh tế và kết nối khu vực, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Hàn Quốc công bố dành 1 triệu đô la cho quỹ ASEAN về ứng phó với Covid-19. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN thành lập trung tâm kiểm soát và ứng phó dịch bệnh khu vực. Trung Quốc triển khai các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực y tế dự phòng cho các quốc gia ASEAN. Các nước bày tỏ ủng hộ các định hướng ưu tiên trong hợp tác ASEAN cộng 3 mà Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ và hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về ra tuyên bố của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 lần thứ 23 về tăng cường khả năng tự cường về kinh tế tài chính của ASEAN cộng 3 trước các thách thức nổi lên.